Đơn hàng 5 món của bạn Thanh Vinh đến từ Phú Yên. Đầu tiên là chai nước hoa 2 lô. Tiếp theo là túi đựng bút tam giác nhựa trong suốt. Sổ là size A5 gấu dâu. Kéo kết giấy có gắn 2 kinh. Và cuối cùng là ly cắm bút tự lắp ráp. Liam cảm ơn bạn Thanh Vinh đến từ Phú Yên đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 133k cả ship. Đơn hàng 7 món của bạn Phương Chi đến từ Hà Nội. Đầu tiên là kẹp máy phòng một túi 3 cái. Tiếp theo là một cuộn washi tape cute. Cột tóc linh chi vải mềm. Keo khô hoa quả. Cột tóc linh chi vải đuổi. Giấy thấm dầu da mặt. Và cuối cùng là thước nhựa 15cm. Liam cảm ơn bạn Phương Chi đến từ Hà Nội đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 100k cả ship. Đơn hàng 8 món của bạn Quỳnh Hương đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là băng keo hai mặt dạng bút kéo. Tiếp theo là túi bóng kính trong suốt dán miệng 70g, một cái nhíp gấp sticker, bút cắt sticker, cột tóc rin chi, sổ mini tai gấu, thun là sa cột tóc. Và cuối cùng là thùng đựng rác mini Liam hết ha, Liam gửi tiền lại cho bạn nha. Liam cảm ơn bạn Quỳnh Hương đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam. Tổng đơn 100k cả ship. Đơn hàng 3 món của bạn Én Ruti đến từ Tiền Giang. Đầu tiên là hộp 50 cạc Blackpink số lượng 5. Tiếp theo là set 38 sticker kèm móc khóa số lượng 10. Và cuối cùng là sticker dài Sanrio số lượng 10. Liam cảm ơn bạn Én Ruti đến từ Tiền Giang đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 230k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Kiều Loan đến từ Cần Thơ. Đầu tiên là băng đô hình thú. Tiếp theo là giấy nốt hộp sữa 200 tờ. Da rộng giấy cá gắn 2 kênh lốp bi. Và cuối cùng là hộp tiết cơ 12 tấm. Liam cảm ơn bạn Kiều Loan đến từ Cần Thơ đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 87k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Tuyết Huyền đến từ Long An. Đầu tiên là lược massage có kèm gương. Tiếp theo là bóng móng tay có đính sam. Cột tóc rin chi. Và cuối cùng là lô dán có gấp nhựa. Liam cảm ơn bạn Tuyết Huyền đến từ Long An đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 85k cả ship. Đơn hàng 3 món của bạn Thông Nguyễn đến từ Quảng Nam. Đầu tiên là cuốn sổ còng A6 cute. Tiếp theo là da rọc giấy cái gắn 2 kinh. Hai kẹp tóc mái phong cách Hàn Quốc. Liam cảm ơn bạn Thông Nguyễn đến từ Quảng Nam đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 71k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Minh Tâm đến từ Long An. Đầu tiên là túi đựng bút tam giác nhựa trong. Tiếp theo là vòng tay ngọc. Bút Swissy. Và cuối cùng là quạt cầm tay cán rời.
Liam cảm ơn bạn Minh Tâm đến từ Long An đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 3 món của bạn Hàng Simi đến từ Hà Nội. Đầu tiên là hộp 180 sticker các sẵn. Tiếp theo là squishy trái bơ. Và cuối cùng là sổ sticker trang điểm thay đồ bé gái. Liam cảm ơn bạn Hàng Simi đến từ Hà Nội đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 109k cả ship. Đơn hàng 3 món của chị Nhân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là set DIY trang điểm tạo màu tóc bé gái. Tiếp theo là sổ sticker cuộc sống bé gái, sổ trang điểm cô gái. Và cuối cùng là một cái nhíp lắp sticker. Liam cảm ơn chị Nhân đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 99k cả ship.